Chào các bạn đã quay trở lại với Unitool Việt Nam. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu mang đến cho các bạn một số dụng cụ cơ bản ứng dụng cho ngành sửa chữa điện lạnh, điều hòa. Thì như các bạn thấy trên bàn mình đây rất là nhiều món. Nhắc lại đây chỉ những cái món đồ cơ bản thôi. Còn thực ra là cái ngành điện lạnh, điều hòa nó rất là rộng. Việc chọn lựa dụng cụ nào thì nó còn phụ thuộc vào cái ứng dụng chính của công việc của bạn. Đây thì mình đang có một cái bộ, đó là bộ Longwell điều hòa. Thì gồm có một cái bộ ống nghe ống này, một dao vắt mép trong này, đấy, cùng với cả một cái dao cắt ống đồng. Hàng này thì của Kaestun Germany, và tất cả những cái món ở đây của mình muốn mang đến cho các bạn là đều của hãng Kaestun Germany cả. Rồi bên cạnh đây thì có một cái bộ 1/4 inch, gồm có tay vặn, đầu khẩu và những cái đầu bit socket, đầu hoa thị hay là đầu lục giác, đầu bốn cạnh, đầu hai cạnh đều có cả. Đấy, các bạn thể thấy chi tiết những cái bộ này như nào thì hầu hết là mình đã làm video review trên kênh Unitool rồi, các bạn có thể vào đó và xem đánh mã ra là được. Đây, tiếp theo ở đây thì nó gồm có những cái cây tô vít cơ bản, gồm có tô vít bốn cạnh này. Đấy, có rất là nhiều size, ví dụ như ở đây PH3, PH2, PH1 đó, một cái dao đa năng. Ngoài tôi biết bốn cạnh thì mình có tôi biết hai cạnh, thì cũng có mỗi cây là một cỡ. Đây là cây 4 này, đầu hai cạnh này là 4mm này, đây là đầu 4,5 này, đây là 2,5. Đó thì có thể tùy thuộc theo cái ứng dụng trí tuệ của bạn, là bạn có thể lấy được những cái size tôi biết lớn hơn hoặc nhỏ hơn, đấy là tùy. Đó, một cái cây không thể thiếu trong cái ngành thì lạnh điều hòa này, đó là cái bút thử điện của Kaestun Germany. Rồi, ok. Và cuối cùng ở đây thì chúng ta có một cái tô vít tự lắc. Đó, này, các bạn thấy lắc này. Đấy, thì cái tô vít này hay còn gọi là tô vít đảo chiều. Thì đi kèm với cái tô vít này, đằng sau của nó thì gồm có đi kèm những cái đầu bít mũi vít hai cạnh và bốn cạnh, chui lục giác 1/4 inch. Đấy thì nó lắp vào đây. Đó, cái đó là cái cây này rất là tiện. Rồi, tiếp theo ở dưới này mình có một cái cây kìm mỏ quạ. Bấm trượt vào đây là để điều chỉnh ngàm. Rồi. Hay là những cái cây mỏ led phổ thông. Đây là size này, size 8 inch. Đây là size 10 inch, cũng của Kaestun Germany. Rồi, tiếp đến cái phần ở đây thì ta có một cái kìm tuốt dây điện tự động. Nó xài cho dây điện tối đa là 2.0. Với nhu cầu của bạn mà dùng chi tiết thì chúng ta có thể chọn những cái cây kìm tuốt dây cỡ lớn hơn. Đây là mình chỉ ví dụ thôi. Đây là một cái kéo cắt đa năng. Rồi, và đi kèm để ứng dụng cho đường ống thì chúng ta không thể thiếu, đó là một cái cây một ống đồng, gồm có 3 cỡ, đó là 6, 8, 10 phi ống ấy, ứng dụng cho phi ống. Ở đây tôi có thêm 2 bộ lục giác. Đây là loại dài, đây là bộ lục giác đồ bi. Đây là bộ lục giác hoa thị. Rồi, ok, sang cái phần này đó là đồ dụng cụ đo. Thì chúng ta gồm có những cái món cơ bản như sau. Đây là thước cặp này là 150mm. Đây là thước cuộn. Cái thước cuộn này thì đầu nó có như là có 500 luôn này. Đúng rồi, đây. Đấy. Thước cuộn này thì đầu có 500 luôn, dùng rất là tiện. Hay là thước Nivo. Đấy. Và cuối cùng là một cái cây đèn pin. Đèn pin này thì hầu hết là công việc nào chúng ta cũng cần nó ứng dụng trong cái môi trường hoạt động làm việc thiếu ánh sáng thì chúng ta cần phải có một cây đèn pin. Tiếp xuống dưới này thì ta có một cái bộ cờ lê. Ở đây thì tôi có là cờ lê hai đầu miệng cỡ từ 6 cho tới là 32mm. Ngoài ra thì chúng ta có thể cần thêm một bộ cờ lê vòng miệng nữa, mà đấy là tùy thuộc theo ứng dụng của bạn thôi. Đấy, ta có thể chọn cờ lê hai đầu miệng hay là chọn cờ lê bóng miệng, và những cái size phổ thông từ 6 cho tới 32mm. Cơ cầm tay loại nhỏ. Một bộ đồ
đồ bộ đụng đột có rất là nhiều cái đầu đồ đầu dẹt hay là đầu tròn, đầu nhọn đều đủ cả, và đột thì phải đi kèm theo cái búa. Và cuối cùng không thể thiếu đó là một bộ kìm mà đa năng 3 món, bao gồm là kìm cắt này, kìm đồ bằng đa năng này và kìm mũi nhọn. Đây là tất cả những cái món cơ bản ứng dụng cho cái ngành điện lạnh. Các bạn theo dõi video, nếu mà cảm thấy nó chưa đúng thì có thể bổ sung giúp mình thêm là nó cần thêm những cái dụng cụ gì. Ở đây mình chỉ muốn nói là tất cả những cái đồ này nó ứng dụng cơ bản thôi, còn tùy thuộc theo những cái ngành nghề, những cái ứng dụng chi tiết mà chúng ta có thể lựa chọn thêm hoặc bớt đi những cái món khác. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.